Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và clip hôm nay tiếp tục một cái clip chôn. Và hôm nay thì mình sẽ chuyển sang chôn bên quân địch. Đấy, mình sẽ không chôn đồng đội nữa. Tại vì clip trước mình cũng đã chôn rồi. Với lại mình cũng nhận được khá là nhiều gạch đá từ clip trước. Ô vãi đục mất máu này. Ơ đùa nhau à? Lag à? Rồi, hôm nay thì mình sẽ cầm cái khẩu AUG nhân kia này. Mình sẽ chôn cách khác, đó chính là bắn cho hết đạn đi. Sau rồi đột nhập vào nhà bên địch và vứt súng ở đấy. Ông nào nhặt được thì chịu thôi. Rồi, á cái trà đâu rồi. Đấy. Cái này thì đấu vui thôi, không phải mình đấu danh đâu. Đấy, đấy. Nhặt đi. U thụt. Nó thấy mình rồi. Từ từ em xin vào chúng anh ơi. Rồi, từ 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 bình tĩnh một tí. Cắm lợn em rồi. Trời ơi. U thôi chuồn. Té té. Rồi mình đứng đây mình núp đã. Đợi cho gọi là cho quên hết đi đã. Từ từ. Để thám thính tình hình xem ơi. Không có bất động là mình sẽ lao vào mình vứt súng luôn. Rồi vào luôn đi, nó chết hết rồi. Này thì súng này, đấy, ông nào nhặt đi. Ý, thanh niên này thấy chưa? Ơ kìa, súng kìa bạn ơi. Súng nhăn kia kìa. Ôi súng xanh lẹt xanh lét, không ai nhặt, không ai thấy luôn. À đây rồi, úi xời bắn đi. Nè, bắn đi bạn ơi. Rồi mình xin khẩu 43. Này bắn đi. Úi giời, úi giời nhìn. Úi bắn, cạch rồi. Ngu người. Thanh niên. Bây giờ mình vứt ông nào bắn mãi mà không hết không ra đạn thì đợi khi nào rút lục là mình cầm dao mình chém luôn. Rồi tiếp tục nào, bây giờ tự sát làm lại nữa. Rồi lần đầu tiên thành chôn thành công một thanh niên rồi. Rồi anh ấy còn đeo kính râm rất tỉnh với đẹp trai luôn. Rồi tiếp khá là hay. Thì những clip chôn này chủ yếu là giải trí thôi. Clip trước thì mình cũng chỉ chôn có một trận danh, bị anh em vào ném đá quá, bảo là chôn đồng đội vậy chả có gì vui. Rồi từ giết hết mấy tên này đã. Ui sao bắn mãi nó không chết này. Rồi đấy, súng này bạn ơi vứt đi. À nhặt, quên nhặt đi đấy. Rồi ui thấy mình chưa? Súng kia sau này. Ui rồi chuồn à đây vứt đây này. Rồi đấy, nhặt đi súng kia. Ao hồ nhân ke kìa. Ui thấy mình chưa? Ôi thôi, ông này sao ngáo ngáo ấy nhỉ? Đuổi chỉ tìm bạn ngáo quá đi. Cho giết luôn này rồi. Này vứt đây này. Đấy, rồi, ông nào hồi sinh. Thằng đồng đội nhá, đừng có ham nhá, chết đấy. Thính nhá, thính có độc đấy, đừng có đùa. Rồi, nhặt đi. Ui, nó lại nhìn thấy mình rồi. Mẹ. Ôi, nhặt đi. Ui, súng nháy. Nó mất đấy. Nè. Đấy, rồi nhặt đi bạn ơi. Ủa sao súng như thế mà không ai nhặt nhỉ? Thanh niên cầm 200. Nhặt đi bạn ơi. Rồi thanh niên. mình xin khẩu súng. Ui. Bắn đi. Hết trời nhảy. Hết rồi. Ui giời. Ôi ông này tính đấy. Đùa, ông này bắn hay phết này mà sao lại vẫn đang còn tham súng. À, vẫn bị lục giết được, tài thật. Rồi lại nào, chà. Hay đấy, cho thành công được 2 tên rồi. Tiếp tục. Rồi mình cầm cái khẩu này mình chôn cho nó dễ, tại vì nó có cái màu sắc cũng khá là bắt mắt. À, với lại bắn nó khá là nhanh hết đạn. 105 trên, mình thấy lúc là nó hết thôi. Tốc độ xả đạn cũng khá là nhanh nữa. Rồi, định làm clip này thì lâu lắm rồi, nhưng mà lúc trước mình đang có cái băng đạn dry cho nên là khá đạn nó lâu, đợi khi nào băng đạn hết hạn mình mới làm tiếp được. Đây. Ui nó thấy mình rồi. Đèn thế, ui. Cái ông kia biết vậy. Cái ông này không thấy mình là mình lên ông chôn luôn cái ông kia. Ở đâu rồi, cái ông kia đâu rồi, sao mãi chưa thấy lên nhỉ. Ui, đây này. Ui lên lúc nào nhanh thế, ui thật cám lợn rồi. Thôi anh ơi, ui trời ơi. Rồi, đứng lên. Ui. Đây, thằng đồng đội đang định vứt súng sau lưng cái ông ấy mà ai ngờ thằng đồng đội nó ra đây rồi. Rồi đứng này đấy. Nhặt đi 200. Nhặt rồi. Mình xin nhá, bắn đi. Úi giời, bắn đi. À cầm dao. Ô cái định vậy. Đùa nhau, bị cầm dao nó rút nó phang phát vào đầu luôn. Đen thật đấy, kinh thật. Nó phang thường một phát vào đầu chết luôn mà. Bãi đây rồi. Lúc nãy thì bị lục giết, bây giờ là bị dao giết. Không biết là lần này thì bị cái gì giết nữa. Chắc là bị bom giết cơ.
đúng là quá nhục luôn. Rồi á, thằng chả đứng này chết hết, ăn chết hết mấy cái tên này rồi, hay lắm. Nào đột nhập, nào đột nhập vào trong trụ sở nào. Đây đấy, vứt ngay đường cửa luôn nhá, chặn đi, chặn đi bạn này. Ui rồi, ô định mệnh gặp đúng thanh niên PR sói. Tên này thì không ngáo như mấy thanh niên kia, chỉ có mấy cái ông tên gọi là tên mặc định thì ngáo ngáo thôi, chứ mấy ông tên này đây đây như mấy cái ông này này, ED nào là ED rồi Zakisuki các kiểu làm cái ông ấy ngáo lắm. Rồi hết đạn rồi, lên luôn. Đấy, cái chèn đâu rồi, vứt ngay đây luôn đấy. Út ô đâu ấy, mẹ đen thật đấy, hai lần bị phát hiện ngay chỗ đấy luôn. Sao bây giờ trôn nó khó khăn thế nhỉ. Ở lần này mình sẽ tấn công lên cao này, đi đường cao này, đột nhập vào nhà cho nó dễ. Ôi ôi, bị mệnh hai tên luôn, một tên Smith, một tên kê sọc. Ú đâu ấy, tên thanh niên PD sói này. Thanh niên này phá mình rồi, không thể nào mà mình làm ăn được nữa. Đắng mề thật. Đâu ấy nhỉ. Ơ, cái ông PD sói nãy hay đứng này bắn mình. Ơ, à, đây. Ui ôi, một học, ôi, còn 18 chết này, thốn đê. Ui ôi, thôi anh ơi. À, tên này giết hoài vậy. Này sao chôn. Rồi, chỗ này hết trận luôn rồi. Rồi lần này, rồi xong trận này mình sẽ ra một cái phòng khác đi. Cái ông này bây giờ có cái ông sói ông ấy vào ấy, khôn, đúng là khôn lắm sói ạ. À. Không thể nào mà chôn được. Rồi, phát cuối cùng này. Bây giờ đi đâu đây? Rồi ôi, hết trận rồi. Đây, đây, ui, đây, thúng đây bạn này. Ý, chuồn, thôi sao hết trận luôn. Rồi, mình ra phòng khác mình trôn tiếp. Rồi, tiếp tục cái màn trôn thứ hai. Và lần này thì mình chọn một cái map gì mình cũng không nhớ tên nữa. Rồi, tiếp tục phá đạn nào. Anh em cứ vậy mà dã thôi. Đạn này gọi là, bây giờ là free rồi, không lo khan hiếm nữa rồi. Trời, trướng, trướng đây. Rồi, cái map này bây giờ thay đổi rồi, nhìn nó chung là... Nó nhìn nó khá là ngốc ngách đây. Thuận lợi cho việc mình chôn rất là nhiều. Đợi một chút cho máy nó hết giật đã, mình sẽ lao lên. Rồi vào đó đông quá. Rồi hết chưa? Rồi ok, lên luôn. Rồi đấy, đi đường tiểu ngạch này, lên luôn nhà địch. Á thật chà, đâu rồi? Đâu đâu, không có ai đây, vứt ngay đây này. Á à, kia. Hai thanh niên đứng đây làm cái gì đây? Á thật chà. Sở hai thanh niên đi qua đi lại không biết làm cái gì đây. Nhìn này bắn này, đây này, súng này. Ui ôi, thằng sót gan nó thấy mình rồi. Định mệnh. Đèn thế, cái kia súng kia. Ui đây đây. Mẹ. Người ta đã không bắn thì thôi, thì để người ta xin lại cái súng gì đâu mà hàn học thế nhỉ. Đùa nhau. Rồi tiếp tục nào. Rồi, để em tiếp tục phá súng. Cũng may mà khẩu này phá đạn cũng nhanh. Gặp mấy cái khẩu, gặp những cái khẩu súng phá đạn nó lâu thì cực kỳ thốn con khi phải làm lại như này. Rồi bây giờ cứ từ đã, thám thính tình hình xem như nào. Rồi bắn nhau chết hết đi, mình lên nhà luôn. Đây rồi, một tên mới chết, đợi hồi sinh nhờ. Thấy khẩu súng này kiểu gì chẳng nhặt đúng không? Đấy, nhặt đi bạn ơi. À vào đấu rồi, nhặt đi. Đấy đúng rồi, mình làm gì đấy. Úi cái định mệnh. Mẹ, tới thằng như này đứng trên đây cả đống cái này. Sao mà chôn được. Đồ mà ông mày làm gì đây? Bắt thật phát cho bu lại cả đống này làm cái gì không biết. Cứ đi qua đi lại không hiểu làm cái gì luôn mà. Mà không biết dạo này mình vào cái trận đấu tự do mình thấy khá là nhiều thanh niên tạo cái phòng để chơi nhá. Không biết mình chơi cái gì. Ông này nhìn mình làm cái gì đấy. Súng này không thể chôn đồng đội được. Bây giờ mình mà chôn bạn là bị anh em gọi là ném gạch ngay đấy. Chôn đồng đội là một tội ác. Đâu đây? Ơ cái what the fuck gì đây? Bung à? Đúng cái hack đây. Ô định mệnh. Gặp mấy thanh niên bung hay sao ấy? Ôi vãi. Cái map này có bung hay có hack đây? Rồi. Rồi giá như một con ông nào kiệu chỗ này tốt nhỉ. Ấy chà.
Ôi bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, ngồi 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 ngồi. Ôi đúng rồi, hay lắm. Ui. Ui trời ơi cứu. Ôi mày thế. May mà vừa kịp vừa chết, không thì tí chết rồi. Đấy, tiếp tục lên nhà ấy. Rồi, thanh niên mới chết. Súng đấy bạn ơi, thính đấy, thính có độc đấy, đừng có đùa. Đấy nhặt đi, nhặt đi. Nhặt đi, nhặt đi. Thì giờ súng súng ăn ăn kia. Rồi, sau này. Bạn đi, sau này. Ui trời ơi, ui trời ơi, ui trời ơi. Cái tội thà súng này ngu người. Ơ. Ô cái định mệnh ba tên luôn. What the fuck. Ôi ba tên nó đứng trong tường luôn nè. Hình như là bung hay sao ấy. Làm gì mà cả team đi hack như này. Ôi cái map này hình như bung bị lỗi bung rồi. Ôi ôi. Bãi linh hồn tôi. Ôi thanh niên thanh niên thanh niên. Kiểu 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 mình qua nhà bây giờ nó bung cho đằng ấy rồi. Thì không thể nào mà mình tấn công được mid được. Đấy cái tên này. Cái này làm gì đây. Bung phát bom rồi này. Đấy ăn đi. Rồi hay lắm. Rồi ngồi ngồi. Ngồi 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 bạn ơi, ngồi bạn ơi. Ngồi đi ngồi đi ngồi đi. Ngồi này. Ngồi ngồi, đúng rồi, hay lắm. Thanh niên rất hiểu ý mình luôn. Đây, bây giờ mình sẽ vứt súng ở chỗ này này. Đấy, ui ôi. Hình như nó thấy mình rồi sao ấy. Đây đây đây. Ôi may quá, chết rồi. Vứt này, đấy, nhặt đi nhặt đi. À, bom được cong ra. Rồi té ngay, hình như nó thấy mình rồi. Thấy chưa? Ui, thấy thật. Vào đây. Mình vào đây. Ôi thôi thôi, chuồn chuồn. Ôi. Ui. Từ từ. Ui trời ơi, bị lên cái này núp phát nó thấy mình. Giết đã vậy. Nè. Đen thật. Ôi, gặp đúng rồi mấy cái ông bùng này sao chơi, sao chôn được đây. Ở kiểu này phải hy vọng là cái nhà phát hành game fix lại mấy cái map trong cái phiên bản 3.0 này bị lỗi hết map rồi. Cái ông ấy bây giờ bùng ghê thật đấy. Cứ cái map nào ra mới ra một phát là mấy bố hay sao mà biết được mà bung nhỉ. Tài thật. Rồi ôi. Rồi tiếp tục phá súng thôi. Cho mày phát bom luôn. Cái thanh niên cầm Death Knight. Ông này tỉnh lắm. Đây này, một đống tiền bung chỗ này này. Úi trời ơi, nhanh té nhanh thần trương nó bắn chết giờ. Úi trời ơi. Úi trời ơi rồi. À không ai biết luôn. Đấy mình vào nhà nó luôn này. Rồi. Trong tường này có gì cũng có mấy tên luôn. Biết là nó thấy mình chưa. Nhớ nhớ xem có bị dính đạn không. Nãy giờ không bị dính. Rồi mình sẽ vứt đây. Đấy. Rồi cái tên đâu mới chết đâu. Ra nhặt đi bạn này. Ô. Vãi linh hồn. Bây giờ là có cả snip trong ấy thì đúng thì bố mình cũng chịu rồi. Cay thật. Đèn thế, bây giờ bùng cả đống cái này, bây giờ sao chơi. Rồi thanh niên. Đây thanh niên thanh niên QN này, 14.2 này, thanh niên Đức BKS1 này, mấy thanh niên bùng này. Mạng 14.2 với lại 7.0 cái này chỉ có bùng thôi. Đùa, đây trận đấu tự do mấy ông bùng cũng chả hiểu như nào. Úi. Bung trận đấu danh này, à quên trận đấu bình thường này, bung thì có tác dụng gì đâu. Thắng cũng chả được cái gì, thua cũng không được, không mất cái gì luôn. Rồi lên luôn, hay quá. Có cái thanh niên cầm AK Evil. Ui, ui, núp núp. Đi mệnh lúc nãy giờ không thấy luôn. Ở cái áo ngụy trang tốt thế. Cái màu áo bên trên quần y hệt như cái màu map này, nhìn mãi không ra. Thôi bạn ơi, bạn ơi. Bạn gì ơi, ngồi đi, ngồi đi. Thôi, 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 thôi bạn ơi, hay quá. Thanh niên Evil giúp mình 4-5 lần rồi. Rồi vào cái nút phát. Đấy. Cái phá hết đạn đã. Rồi thanh niên cầm Death đâu. Đấy biết ngay mà này thì mày. Mày làm gì. Làm gì. Nhìn này rồi. Báo thù luôn. Đấy. Tự nó biết mình đứng đây rồi. Té ngay. Đây vứt xuống này xem nó có nhặt không. Ông này giờ khôn rồi. Nãy một lần đầu nhặt thì hết đạn rồi. Không biết là lần này chắc nó cũng không nhặt nữa đâu. Thử vứt xem có nhặt nữa không. Bây giờ tỉnh lắm. Đấy thấy chưa. Đi qua không thèm nhặt luôn. Biết mình trôn rồi. Thấy mình chưa? Ui. À tỉnh thế. Ui thôi thôi. Mẹ chết mày này rồi. Khẩu súng của tôi đâu. Khẩu súng của tôi đâu. Thôi nó mất mẹ nó rồi. Rồi té té ngay. Mấy thanh niên bung này. Ăn đạn. Ui sổ sướng nhỉ. Rồi một quả bom chết hai thằng bung luôn. Cái tội gọi là bung đấy. Thanh niên Đức với thanh niên gì đấy. À à à. Nhảy này. Rồi thanh niên này bung hay sao. Hèn gì. Ngay từ đầu mình thấy mấy ông ấy cứ lập là lập lò ngay cái tên. Ui. Cứ thấy gọi là
đi qua đi lại phía trên cái thềm này. Mình tưởng làm gì cơ, hóa ra là đang còn tìm chỗ bung. Vãi thật. Rồi, phá hết đạn đã. Rồi, thanh niên này, mình đang phá đạn vậy đây. Không thì mình cũng đổi cho bạn mượn rồi. Thanh niên này giúp mình khá là nhiều rồi. Rồi, ngồi. À, lại giờ, bây giờ lại muốn ngồi à? Đấy, cho lên luôn. Úi trời ơi, sướng. Thanh niên này thích ngồi, ai ngờ ăn táo luôn. Đáng mề thật. Rồi. Đấy. Ôi, ấn nhầm mất cái khẩu, ấn nhầm cái nhặt súng rồi, nhặt cái khẩu AK Evil rồi. Rồi, lên luôn nào. Liều ăn nhiều nào. Úi trời ơi, nó bung vào đấu trong này này. Đây đây bạn ơi, ui xời thôi, cảm ơn, ui xời ơi, tung tăng trong nhà địch luôn. Thôi xong rồi, tôi đã xác định em rồi. Thua, không thể nào mà trôn được nữa. Rồi chắc có lẽ mình cũng xin dừng clip ở đây thôi. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này nha. Mình cũng xin chào đây.